Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ cùng các bạn đi tham quan khu vực bán buôn hoa quả lớn nhất của thành phố Lào Cai. Khu vực này nằm trên địa bàn phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, ngay tại khu vực gầm cầu Chui, đèn xanh đèn đỏ của đường Nguyễn Huệ. Bạn nhìn thấy ở bên kia là quốc lộ 70. Đây chính là mặt đường này, chính là đường Nguyễn Huệ. Khu vực bán buôn hoa quả này là nằm ngay ở khu vực đèn xanh đèn đỏ. Các bạn thấy các cửa hàng bán buôn hoa quả rất là lớn. Có thể thấy đây là các cái thùng quýt, táo, lựu, mít. Mùa này thì đang là mùa quýt của Trung Quốc. Mít này là mít của Việt Nam, giống mít Thái. Hiện nay là đang trong giai đoạn cấm cửa khẩu tiểu ngạch, cấm các hoạt động xuất nhập cảnh, hàng đi lại của bà con cư dân biên giới, nên là khu vực này cũng khá là buồn. Còn bình thường vào cái thời gian mà hoạt động nhộn nhịp thì cả khu vực này hoạt động rất là đông vui. Khu vực này chính là nơi tập kết hàng hóa. Một là hàng hóa nông sản của Việt Nam muốn xuất sang Trung Quốc. Hai là hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam và xuất đi trong cả nước. Các bạn có thể thấy mùa này đang là mùa quýt. Các cái thùng quýt rất là nhiều, rất là tươi. Bây giờ nhá, chơi kéo không? Bây giờ em cân được 18 cân xoài. Okay. Chị thấy dưa hấu của Việt Nam chúng ta xuất sang bên Trung Quốc đây. Cam của Việt Nam. Cam này bán ở tỉnh mình hay là xuất sang bên kia? Bán ở tỉnh. Cam rất là tươi và ngon. Khu vực này gần như là chợ đồng mối hoa quả của Lào Cai rồi đấy ạ. Các bạn có thể thấy rất là nhiều các loại hoa quả. Tất cả những thùng quýt. Đây, bà con cũng đang nhập một quýt bán buôn đi. Riêng hoa quả Trung Quốc thì nhập sang bên Việt Nam rất là nhiều. Các loại hoa quả, rau củ quả của Trung Quốc. Và khi các cơ quan Việt Nam mà làm xét nghiệm thì các cái hàm lượng thuốc bảo vệ thực vật, những chất bảo quản thì vẫn đảm bảo. Tuy nhiên thì có một lời khuyên dành cho các bạn, nếu như mà nên, chúng ta nên ăn hoa quả chính vụ, mùa nào quả đấy. Chúng ta không nên ăn hoa quả trái vụ. Ví dụ đang mùa quýt chúng ta ăn quýt, mùa lê ăn lê, mùa táo ăn táo. Chúng ta nhận biết được là hiện nay là đang là mùa gì để chúng ta ăn những loại hoa quả tương ứng thì sẽ đảm bảo an toàn. Các bạn thấy những cái thùng quýt bên phía Trung Quốc đóng cũng rất là cẩn thận, được đóng đầy đủ trong cái hộp nhựa, có để trong túi ni lông. Đây 5 cái đây, 11 cái đấy. Hoa quả xoài rất là nhiều. Xoài này là xoài của Việt Nam xuất sang bên Trung Quốc. Xoài Thái, loại xoài quả to. Lên để bán hàng cho chạy anh ạ. Rất là nhiều hoa quả. Đây hàng mít. Không có người mua hàng đâu. Em bán. Đây cũng là khu vực bán buôn hoa quả.
các loại rau lấy từ bên Trung Quốc về. Dưa hấu Việt Nam rất là nhiều. Các bạn thấy mỗi quả dưa chắc tầm khoảng 2 cân đến 3 cân. Dưa hấu của chúng ta là đang tập trung ở đây cũng là để xuất sang Trung Quốc và bán lẻ cho các gia đình, bán lẻ trong thành phố nữa đấy ạ. Quay cái gì đây em ơi? Dài những đoàn xe container ở trên các cửa khẩu để chờ đến khi Trung Quốc mở cửa cho xuất khẩu để sang. Và trong cái thời gian lưu chờ như thế, bà con rất là vất vả, phải tốn thêm các loại chi phí để lưu kho bảo quản hàng hóa. Đây là rất là nhiều quýt, táo. Thấy các sản phẩm táo, lê, quýt. Nhà Hà Nội dính bệnh à? Và do ảnh hưởng của dịch cúm corona nên là số các cửa hàng ở đây phải đóng cửa đến 1/3 rồi đấy chị nhỉ? Cả khu vực này ấy nhỉ? Các bạn thấy rất nhiều hàng quán phải đóng cửa. Trước đây khi mà chưa có dịch thì tất cả các hàng quán ở đây đều mở cửa và số lượng hàng hóa rất là nhiều, rất phong phú và đa dạng. Nhưng đến nay thì hoạt động của bà con cũng chỉ cầm chừng thôi. Bạn có thể thấy đây, trước đây thì toàn bộ những quả mít như thế này, tất cả những mít thế này đều được xuất sang thị trường Trung Quốc. Chị chào em. Em ơi, xoài này xoài của mình đúng không em? Xoài của mình chị ơi. Để xuất sang bên kia à? Hay là giờ bán lẻ rồi? Vừa bán lẻ vừa xuất sang à. Em ăn cơm đi nhá. Vâng. Chị chào em. Đây là dầu tây, dưa hấu, sầu riêng, bưởi. Ai biết được đây là một thùng. Chị bảo là hai thùng này 420 thì em xin nha, đi về đây. Vợ nó không đánh đâu. Các bạn thấy đây là sản phẩm nhãn, nhãn của miền Nam. Thằng quýt này thì 100% là của nước bạn. Hoa quả xoài của miền Nam. Các bạn thấy trời. Mà đến mít kia, thật sự thường xuyên, thật sự Trung Quốc dùng nhập hoa quả
đã gây lên những khó khăn rất là lớn cho tất cả các bà con sản xuất nông sản ở Việt Nam. Đây là quýt. Dâu tây. Chị chào em. Giới thiệu với các bạn về khu vực bán buôn hàng nông sản của tỉnh Lào Cai.